Thưa quý vị, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Ngày 17 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 35 về xử lý cán bộ, công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm chỉ thị nêu trên, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua đó, đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn. Với tinh thần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luôn phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông, có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp luật giao thông, cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội. Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cán bộ căn cứ quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quy định riêng của cơ quan đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm theo quy định. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm, khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và định kỳ hàng năm, trước ngày 15 tháng 10, trao đổi kết quả xử lý kỷ luật với cơ quan gửi thông báo vi phạm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Xem xét trách nhiệm của thủ trưởng người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm theo đúng quy định. Trong thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 79 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong thời gian qua. Đặc biệt là thực hiện nghiêm thông tư số 143 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định kỷ luật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và chỉ thị 525 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh về tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh. Và công văn số 773 của Bộ Chỉ huy sự tỉnh về tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và bảo vệ khu vực đóng quân và thông báo chấp hành kỷ luật trong lực lượng vũ trang thị xã trong thời gian qua. Năm 2024, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Hòa Thành chấp hành nghiêm tuyệt đối về an toàn giao thông. Đối với các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, phải khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra phối hợp với các cơ quan, viện kiểm sát, tòa án xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức quán triệt chấn chỉnh trong toàn quân về việc gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia và chấp hành việc kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng.
phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn do người và phương tiện của quân đội quản lý gây ra, kiểm điểm xử lý nghiêm các trường hợp quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Thứ nhất là lãnh đạo chi bộ quân sự quán triệt kế hoạch thi đua của Đảng ủy quân sự thị xã về không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa ngày làm việc. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe trong các cuộc họp sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Thứ hai là lãnh đạo chi bộ quân sự xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch thi đua của Đảng ủy quân sự thị xã. Thứ ba là thường xuyên nhắc nhở cán bộ đảng viên, lực lượng giao quân thường trực chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy quân sự thị xã và kế hoạch của chi bộ quân sự. Thứ tư là chống các biểu hiện lơ là, không chấp hành, cố tình sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa ngày làm việc. Và thực chấp hành nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia và đặc biệt là chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức quán triệt chấn chỉnh trong toàn quân về việc gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia và chấp hành việc kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn do người và phương tiện của quân đội quản lý gây ra. Kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến theo dõi tình hình cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Căn cứ quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật hành chính, hướng dẫn các cơ quan tổ chức đơn vị xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định, đồng thời biểu dương khen thưởng các điển hình cán bộ, công chức, viên chức, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Qua quán triệt của Bí thư chi bộ quân sự, tại các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề, bản thân nghiêm túc chấp hành các nội dung theo kế hoạch, không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa ngày làm việc. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân, gia đình và xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có căn cứ cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp tại chỉ thị này, phù hợp với đặc điểm tình hình yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, trong đó tập trung. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường tuyên truyền chủ trương đường lối quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vinh dự, trách nhiệm và yêu cầu về tiên phong gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông. Đồng thời vận động bạn bè, người thân chấp hành và không lợi dụng uy tín, vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gồm cả giám sát từ nhân dân về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, giám sát của nhân dân đối với việc chấp hành kỷ luật kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp phối hợp cơ quan điều tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn nghiêm trọng hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận về hành vi vi phạm pháp luật giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Quý khán giả thân mến, chương trình truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin được phép tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.